Lớn như con trâu mà sợ không? Sợ nó chứ. Hả Cún? Ôi 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 ôi. Nào bắt tay. Nào bắt tay bên này nữa. Thế. Ôi giờ lại dán ống này. Khổ, con vịt cũng sợ, vì sợ cả con vịt sợ cả con ngỗng. Không bắt tay bắt chân gì cả, ra ăn thì nó cướp hết rồi kìa. Đào. Nào ra đây anh đuổi cho, Cún ra đây anh đuổi cho. Đi ra đây. Đấy, ra ăn đi. Cứ ăn đi nha, bình tĩnh ăn đi nha, không phải sợ nó nhá. À, mình chào tất cả các bạn nhé. À, hôm nay mình cho các bạn xem là cái con chim cu pháp của mình là nó đã bắt đầu lở rồi. Đấy, như các bạn biết là hôm qua là nó đang nó đang ấp thì nó lứt mỏ trứng rồi. Hôm nay là nó lở được một con này các bạn này. Để mình cho các bạn xem này. Ui, đâu rồi nhỉ? Đâu rồi nhỉ? À đây 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 đây. Đây bé xíu thì xíu luôn. Đấy. Bé xíu thì xíu luôn. Mình nhắc là con mẹ nó lại nằm vào bây giờ này. Con mẹ nó nằm vào bây giờ. Để mình để gần hơn cho các bạn nhìn cho nó đẹp nhé. À, cái quả trứng này có vẻ là còn khá lâu nữa thì nó mới nở, bởi vì quả trứng này mình nhìn nó rất chi là trong trứng. Một là khá lâu mới nở, có khả năng thứ hai nữa là quả trứng này vớ vẩn nó hỏng mất các bạn. Mình nhìn thấy nó trong trứng lắm, nó không có đục đục trứng đâu. Mà nó con này nó lở rồi mà quả này nó vẫn như thế này thì mình nghĩ là vớ vẩn hỏng thật đấy. Đâu con nó dậy dậy xem nào, dậy xem con nào. Rất chi là Barbie cute đấy. Bé xí thì siêu nữa. Ở đâu làm im, làm im, làm im thế thôi. Để cho nó nằm cho nó u con không nó rét các bạn nhé. Miền Bắc hôm nay trời nó đang trở lạnh ấy. Cái lạnh này là cái đợt lạnh cuối cùng đấy. À, nếu bạn nào mà muốn mặc áo rét để hưởng thụ cái cảm giác của mùa đông thì các bạn mặc luôn đấy nhá, không phải hết đợt rét này là nóng rồi đấy. Hôm nay mình đã phát hiện được ra là cái con nào nó đẻ rồi. Chính là cái con này này các bạn này. Đấy, có 4 con thì một con này và đây, một con màu đen, một con màu trắng. Thì con này là con mà nó đẻ này. Để mình cho tay vào mình nhấc lên cho các bạn xem cái quả trứng này. Ấy, nó đánh đấy ghê không? Nó bảo vệ trứng của nó đấy. Đấy đấy. Nó lấy chân, nó lấy cánh nó quật tay mình ấy. Đấy, ghê không? Mẹ mình đã rắc cho nó thêm một tí trấu vào đây để cho nó khỏi bị vỡ trứng rồi. Mình cho rơm vào hôm qua nhưng nó gạt hết đi các bạn. Nó gạt hết đi không còn tí rơm nào cả. Đây này. Nó lấy cánh nó đập tay mình ghê không? Mình đưa máy quay vào vô vẩn nó đập cả máy quay luôn. Ấy, ui ui. Ghê không? Ghê dữ không? Trứng của nó rất chi là to đấy các bạn nhé. Trứng của nó phải bằng cái trứng của con gà Lai Tân Châu nhà mình mất. Ui, nó vừa mổ nó vừa đánh luôn. Im 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 im. Nào. Im. Đây này, trứng của nó đây các bạn này. Đấy, cái trứng của nó các bạn nhìn có to không? Nó gần bằng cái trứng của con gà Lai Tân Châu, con gà tre nhà mình đấy. To luôn. Cái chuồng của nó mình đóng gần xong ấy các bạn nhé. À, cái chuồng của nó vì nó kỹ thuật cao hơn, với này nó to ấy, đâm ra mình phải thuê người đóng, một mình không làm được. Thì để bây giờ mình lên chỗ cái chuồng mình đặt người ta xem người ta đóng đến đâu các bạn nhé. Đây chính là cái hình dáng của cái chiếc chuồng để mình làm cho cái con chim bồ câu. Đấy, mình đang nhờ chỗ anh ở trên xóm trên của cùng nàng mình đang đóng cho mình. Thì cái hình dáng chiếc chuồng như đoạn đầu các bạn đã nhìn thấy rồi đấy. Thì bây giờ mình quay tổng thể chi tiết hơn cho các bạn nhé. Thì cái chiều dài của nó là 1 mét mấy anh Vân nhỉ? 1m20. Còn chiều sâu của nó là 45, 47 cả đi. Đấy, và cái chiều cao của nó là 6 mấy anh nhỉ? Đây là 60, đỉnh này 80 đấy. Đấy là cái kích thước của nó các bạn nhé. Mình sẽ làm 2 tầng. Ở cái mặt tiền này thì là nó còn một cái lan can nữa thì anh chưa làm, nhưng mà nó lúc nào xong thì sau mình sẽ quay tổng thể các bạn xem sau. Còn bây giờ mình chia sẻ các bạn ở bên trong này này. Đấy, anh đang đóng cho mình 2 tầng. Mình làm 2 tầng mà thì tầng bên dưới là nó có một cái như thế này này. Làm những ngăn này để sau năm mai ví dụ phân chim nó nọt xuống để mình vệ sinh cho dễ này. Và mình chia thành từng ngăn này ra để cho mỗi một ngăn này là một chuồng của con chim bồ câu đấy. Là có 1 2 3 này, sau trên này nữa là 3 là 6 chuồng. Hiện tại bây giờ mình chỉ có 2 đôi thôi, nhưng mà sau này nó còn sinh sản thì nó sẽ có 6 chuồng. Đây, đây là những cái nẹp này, đóng vào đây rất chi là đẹp. Đấy, và sau nữa là xong rồi, còn cái mái vát theo kiểu hình mái nhà các bạn nhé, theo kiểu hình mái nhà. Rồi, thì bây giờ
Lúc nào mà xong xuôi thì xong mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp. Mình vừa ở trên chỗ đóng chuồng chim về thì đây là cái số lượng gạch mà mình mua để mà mình nát toàn bộ cái sân nhà mình đợt này các bạn nhé. Đây là những cái gạch mà nát sân này. Đấy. Thì cái thời gian vừa rồi các bạn hỏi mình thế AV của anh xong chưa thì chưa xong các bạn ạ. Cái AV của mình ở khu vực này này. Vì mình còn bận rất là nhiều việc đâm ra cái AV của mình chưa làm xong nổi. Đây này, cái khu công trình phụ nhà mình đây này. Mình đang nhờ các bác thợ là dồn người vào làm giúp mình để cho mình xong cái khu công trình phụ này. Đấy, để mình chuyển cái khu lấu lướng lên trên này xong xuôi rồi là các bác làm xong xuôi rồi thì ngoài kia không còn chứa vật liệu nữa ấy các bạn, không còn chứa xi cát nữa thì mới có chỗ để mà mình làm cái AV. Đấy, đâm ra là đợt này mình dồn các bác thợ vào giúp mình là xong sớm, chắc chỉ tầm nó khoảng nửa tháng nữa, chắc chỉ tầm nó khoảng nửa tháng hoặc một tháng nữa là mình sẽ xong khu vực này. Mình láng toàn bộ bê tông các bạn nhé, láng toàn bộ bê tông này, sau mình trồng cây ở bên trong này. Đấy, sau mình làm một cái nhà khung rất chi là to và cao, quây kín cả khu vực này luôn. Mình sẽ nuôi tổng hợp chim cò ở trong đó. Đấy, và cái sân này mình đang chuẩn bị là lát gạch này, gạch đỏ này các bạn này. Đấy. Đấy. Đấy, có con gà tre này thì mình lại không quay được cái cảnh nó đẻ các bạn ạ, bởi vì con gà tre này là nó đẻ hơi muộn, đâm ra là mình không quay được cái cảnh nó đẻ. Bây giờ mình sẽ bắt cái con gà trống này mang xuống dưới nhân để xem là cái con gà của mình với con gà của nhân nó có khác nhau nhiều không nhé. Ngày xưa các bạn cũng biết là mình mua cùng với lại nhân đấy, mấy con ngỗng này điếc tai nạ nhé, cứ đi đến đâu nó đi theo đấy. Để bây giờ mình bắt con gà trống đi. Con gà mái này thì các bạn nhìn thấy rồi nhé, mình không thể ôm hai con cùng một lúc được. Về anh bảo cái này cái. Sao? Hắn có vụ gì đâu hả? Hắn gọi mình các bạn này, hắn đang ở đằng kia. Nhân nó đang tính cân thử xem được bao nhiêu cân. 118 cân là dài. Đấy, chết rồi. Chết to rồi. Ôi trời ơi. Nó nhảy lên cân, cân này là cân 20 đúng không? 119 cân. Chết rồi. Sửa tên kênh đi, không còn gọi là Nhân 81 nữa. Chết. 119 cân. Đang xúc đất sắt à mà. Con gà phải mang xuống chơi với gà của Nhân tí, cháu ông nhá. Dạ vâng. Đâu, gà chú đâu mang đây xem nào. Ấy, ấy, gáy tê tê gà đùa đâu. Ra đây xem nào, nhanh lên xem nào. Ở bên cạnh nhà. Ui, đây rồi các bạn nhìn này. Con gà Nhân nhìn màu rất chi là đẹp nhá. Ôi, chú lừa nó ra là gần đây. Các bạn nhìn này, nhìn. Ấy, sung chưa, chú thấy sung chưa. Ấy, gáy là sợ. Cái hình ảnh mà mình mua hai con gà này cái thời đi cùng Nhân ấy, thì mình đang chèn vào màn hình cho các bạn xem đấy. Thì thời bây giờ là mình mua hai con gà này, bốn con gà thì là cùng một đàn các bạn nhé. Cùng một đàn thì bây giờ là con này thì nhìn nó bé hơn nhưng mà má cũng khá chịu đẹp các bạn.
Con hổ nhân này mã cũng khá là đẹp này, nhưng mà nó hơi nhát. Đây các bạn này, bây giờ chúng ta ê nó đá thật đấy, nó đá thật đấy. Ôi nó chơi đấy. Đừng để cho nó đá nhau chú. Cho nó chơi cùng nhau thôi, đừng để cho nó đá. Thôi. Nó bật đấy, đừng đùa. Hàng gà này nhìn khá đẹp chú nhỉ. Mỗi con nó có một cái kiểu đẹp riêng đúng không? Con này cái lông mã đôi dài hết đấy. Nhìn cái lông mã, cái lông đây anh gọi là cườm, anh cứ quen gọi là cườm đúng không? Như chú gọi là gì? Lông mã đúng không? Cổ này là cườm đúng không? Đây lông dài này còn lông máu. Con của chú này là nó chỉ hơi nhỏ gà hơn của anh thôi, nhưng mà mã nó khá đẹp. Thực ra gà Lai Tân Châu này, gà tre này không cần to đúng không? Chỉ cần đẹp là được. Đây các bạn này, chú Nhân đấy ngoảnh về đây cho mọi người xem cái con gà của Nhân này. Đấy, rất chi là đẹp. Và con của mình kia. Đấy, rất chi là sung nhá. Con của mình thì dã dân dã rưỡi hơn, nhìn nó sơ xác hơn xíu. Gáy, con sợ. Gáy. Sợ ngay. Úi giời, biết chưa? Lúc gà tre nhỉ, màu lúc nào nó cứ đỏ ửng. Rồi chú thả ra đi. Đấy. Đẹp. Ấy à, con gà mái đâu? Đây gà mái đấy đúng không? Gà mái đấy đúng không? Gà mái của chú thì đẹp thua của anh đẹp hơn nhiều. Của anh cao hơn nhỉ? Của anh cao hơn vì nó mượt hơn. Ấy gà trọi. Ui. Đấy con mái này cùng đàn của anh này. Đúng rồi, con mái cùng đàn của anh đấy. Của anh đẻ rồi. Của anh đẻ được một nửa rồi này con. Con mái rồi mà. À mái trọi á? Mái trọi đang đẻ được 3 4 quả rồi. Cái mái này nó đẻ. Này. Đây con gà mà mình quay nó đẻ trứng lúc nãy là cái con gà cùng đàn này của Nhân đấy các bạn này. Quay à, bật này ơi. Thôi anh mang về đây không ơi. Anh không để cho nó đánh nhau sướng hết lông của anh. Hỏng hết lông. À ôi giờ chết rồi, dám mà xí măng rồi. Hỏng hết lông của anh ơi. Thôi có lẽ là video mình kết thúc ở đây nhá. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.